Kế hoạch tiếp theo của Ten Hag với Manchester United là gì? Sau hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Burnley và Crystal Palace, Manchester United bắt đầu có những sự tích cực trở lại. Dù vậy, những bài toán cũ cần giải vẫn còn nguyên vẹn với huấn luyện viên Erik Ten Hag, và tiếp theo đây liệu ông sẽ làm gì với quỷ đỏ? Mùa giải 2023-24 vẫn đang ở giai đoạn đầu, song Ten Hag đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về việc liệu những diễn biến gần đây ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ có nghĩa Manchester United đang gặp khủng hoảng hay không? Lời phản hồi của chiến lược gia người Hà Lan rất thú vị. Thay vì bị kéo vào trạng thái hoảng loạn, Ten Hag đã sử dụng các cuộc họp báo của mình nhằm giải thích các vấn đề mà Manchester United đang gặp phải biểu hiện như thế nào. Ten Hag thực tế khá vòng vo tam quốc chứ không hề nói thẳng, thể hiện qua việc ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến chấn thương của các học trò, nhưng sẽ đưa ra những điều chỉnh và đánh giá khi bản thân tin rằng ai đó đang bắt sai bệnh của Manchester United. Việc sử dụng Mason Mount như một số 8 tự do bên cạnh Casemiro đã bị đặt dấu hỏi. Song đối với Ten Hag, những rắc rối đầu mùa này của Manchester United liên quan nhiều hơn đến cách xử lý của các cầu thủ sau khi mất bóng, hơn là hệ thống chiến thuật của ông có vấn đề. Họ không chạy, Ten Hag nói sau thất bại 0-2 của quỷ đỏ trước Tottenham hồi tháng 8. Hoặc họ chạy sai thời điểm, quá muộn. Đặc biệt là phía trên không lùi về bọc lót. Vấn đề không nằm ở hàng tiền vệ, mà nằm ở hàng thủ và hàng công. Đó là lý do vì sao Manchester United lại toan hoác như vậy. Ten Hag đã đưa ra một vài điều chỉnh cần thiết ở hai trận gần nhất. Mùa trước, hệ thống kiểm soát khi không có bóng của Manchester United xoay quanh kế hoạch 5 giây. Nghĩa là bất cứ lúc nào quỷ đỏ mất bóng, họ sẽ tìm cách đoạt lại trong một thời gian ngắn. Nếu Manchester United không lấy lại bóng sau 5 giây, họ sẽ rút về sơ đồ 4-4-2 bó hẹp nhằm ngăn chặn các tình huống phản công từ đối phương. Tại đây, công việc đánh chặn của Casemiro đóng vai trò tối quan trọng. Dù vậy, tiền vệ người Brazil có vẻ chưa đạt phong độ tốt nhất mùa này. Ten Hag đã tránh chỉ trích Casemiro, thay vào đó, vạch ra những vấn đề xung quanh cựu sao Real Madrid. Trước thất bại của 1-3 của Manchester United trước Arsenal, Ten Hag đã được yêu cầu giải thích rõ hơn ý của ông về các vấn đề của Manchester United ở hàng thủ và hàng công. Ông nói, chúng tôi bị kéo giãn đội hình và phải cải thiện điều đó. Chúng tôi phải xích lại với nhau hơn, bằng không sẽ chẳng thể nào counterpress được. Counterpress, hiểu một cách đơn giản, là khi mất bóng ở sân đối phương, các cầu thủ thay vì chạy về, sẽ lập tức gây sức ép để đòi lại bóng. Tôi nhìn thấy vấn đề với cách di chuyển của hàng thủ cũng như vấn đề ở cách phản ứng của các cầu thủ tấn công lúc chuyển sang trạng thái phòng ngự. Ten Hag còn nhiều việc phải làm ở Manchester United. Việc pressing tầm cao thiếu hiệu quả là vấn đề thường xuyên xảy ra với Manchester United mùa này. Ở hiệp 2, huấn luyện viên En Postecoglou của Tottenham đã yêu cầu các trung vệ của ông đứng xa nhau ra khi Spurs triển khai bóng từ hàng thủ. Và nó phát huy tác dụng. Bằng cách đó, bộ ba tiền đạo của Manchester United gặp vấn đề lúc thực hiện các hành động phòng ngự vì có quá nhiều khoảng trống. Brighton cũng vậy. Chim mồng biển dễ bị tổn thương trước sức ép từ hàng công của Manchester United trong 20 phút đầu tiên, trước khi huấn luyện viên Roberto De Zerbi kéo hai trung vệ đứng xa nhau hơn, khiến nỗ lực pressing tầm cao của quỷ đỏ kém tác dụng thấy rõ. Cả hai trận đấu đó đều chứng kiến Marcus Rashford bị chỉ trích vì lười chạy khi không có bóng. Ten Hag đã không bêu tên cậu học trò khi chỉ ra vấn đề trong cách Manchester United phòng ngự, nhưng đã dành một phần cuộc họp báo sau thất bại 3-4 trước Bayern để nói về năng lượng tập thể khi phòng thủ. Ten Hag khẳng định ông biết vấn đề của Manchester United là gì. Hãy chờ xem trong vài tuần tới nhà cầm quân 53 tuổi liệu có giải quyết chúng một cách triệt để hay không.